Mình tên thật là Nguyễn Việt Trang, thì sinh ở Hải Phòng, gốc Hải Phòng, sinh năm 1989. Thì theo gia đình thì chuyển vô đây từ năm 2005. Thì mình hiện là vận động viên của đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Mình thi ở cân nữ 52 kg. Thì hồi nhỏ mình thích chơi những trò của con trai, tính cách cũng giống như con trai luôn, chơi bắn súng, đấu kiếm, rồi bắn bi, bắn thung các thứ, chơi tạc lon, chứ mấy cái búp bê là mấy trò con gái không thích chơi. Chính bản thân mình cũng không biết mình là sẽ là chuyển giới sau này, thì mình chỉ biết là mình thích làm con trai, chơi trò con trai thôi. Lúc mà thể hiện ra ngoài là cắt tóc ngắn, rồi thay đổi trang phục mặc như nam thì bố mẹ cũng hơi buồn. Tới bây giờ thì cảm thấy vui vẻ bình thường. Mình không biết là do mình ăn ở làm sao, chứ từ nhỏ đến lớn bạn bè yêu quý thấy mình men thì cũng biết men thôi, nhưng mà chẳng có kỳ thị, không ai kỳ thị hết. Gây là người ta thường là người ta tin mắt lắm, nhưng mà nhiều người nhận không ra luôn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.